ô tô chở chú rể và nhà trai lao xuống sông khiến ít nhất 9 người chết, đám cưới hóa đại tang. Theo truyền thông Ấn Độ, thảm kịch vừa xảy ra vào sáng hôm qua, ngày 20 tháng 2 ở thành phố Tar, bang Rajasthan khiến ít nhất 9 người chết. Cụ thể, vào 7 giờ 30 phút sáng qua, theo giờ địa phương, khi chú rể và gia đình nhà trai đang trên đường đến thành phố Ujjain, thuộc bang Madhya Pradesh để cử hành hôn lễ, thì chiếc ô tô chở họ bất ngờ mất kiểm soát, đâm xuống sông Chamba tại thành phố Tar. Vụ việc đau lòng xảy ra chỉ ít giờ trước hôn lễ của chú rể nói trên sẽ được cử hành. Nhận được tin báo của người dân địa phương, cảnh sát lập tức có mặt để tiến hành công tác cứu hộ, trục vớt thi thể. Theo truyền thông ghi nhận, có ít nhất 9 người tử vong trong thảm kịch nói trên, bao gồm cả chú rể. Thủ hiến bang Rajasthan, Ashok Lot, cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của những người quá cố. और उच्च अधिकारी मृत्यु में दुखा अविनाश बाद शामिल है। रेस्क्यू के बाद सभी